everyone. Welcome to our class. English grade 4. Mến chào các bậc phụ huynh cùng các con học sinh đã đồng hành cùng với kênh Tiểu học thật hay. Hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau ở Unit 5. Can you swim? Lesson 2. Các con chuẩn bị sách tiếng Anh lớp 4, tập 1. Vở ô ly, viết và thước kẻ các con nhé. Trước khi vào tiết học mới, cô trò chúng ta cùng ôn lại mẫu câu của lesson 1 nhé. Nào, what can you do? I can skip. Okay. What can you do? I can skate. What can you do? I can cook. What can you do? I can swim. What can you do? I can cycle. Qua phần kiểm tra bài cũ, cô nhận thấy các con học bài rất tốt, có nhớ mẫu câu, có nhớ từ vựng. Cô có lời khen chung cả các con nhé. Nào, we move to Unit 5. Can you swim? Lesson 2. Part 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Page 32 and 33. Okay. Nào, chúng ta sẽ cùng học một số từ vựng nhé. Bạn này đang chơi tennis. Chúng ta có từ play table tennis. Play table tennis. Play table tennis có nghĩa là chơi bóng bàn. Ok, chúng ta có bạn đang chơi bóng chuyền. Chúng ta có từ chơi bóng chuyền là play volleyball. Play volleyball. Play volleyball. Cô mời các con quan sát tranh tiếp. Bạn đang chơi đàn piano. Chúng ta có từ play the piano. Play the piano. Play the piano. Cô mời các con sang tiếp tranh cuối cùng. Bạn đang chơi đàn guitar. Chúng ta có từ play the guitar. Play the guitar. Play the guitar. Ok. Cô mời các con cùng đọc lại nhé. Play table tennis. Play table tennis. Play volleyball. Play volleyball. Play the piano. Play the guitar. Play table tennis. Play volleyball. Play the piano. Play the guitar. Cô mời các con cùng viết bài vào vở ô ly nhé. Để xem cách chúng ta có nắm được bài hay không, cô mời các con hãy cùng chơi trò chơi matching nhé. Cô đã có 4 câu, 4 từ mà chúng ta đã học rồi, và cô đã có 4 bức tranh. Bây giờ cô mời các con hãy cùng match là từ cái chữ sang cái tranh có nghĩa tương ứng. Các con đã rõ chưa? Ok, chúng ta có từ play table tennis thì đi với tranh nào, chúng ta sẽ xỉn mũi tên qua nhé. Play volleyball, play the piano, play the guitar. Ok. Các con cùng làm cho cô nhé. Now look at this. Play the table tennis. Chúng ta có tranh chơi bóng bàn. Ok. Play volleyball. Chúng ta có tranh bóng chuyền. Chúng ta có play the piano. Chúng ta có chơi đàn piano. Và cuối cùng play the guitar. Bạn chơi đàn guitar. Các con làm bài rất tốt, các con có nhớ từ vựng mà mình đã học. Cô mời các con sang tiếp phần thứ nhất. Look, listen and repeat. Look, listen and repeat. Chúng ta hãy quan sát tranh, hãy lắng nghe và hãy lặp lại. Bây giờ chúng ta có 3 bức tranh. Chúng ta muốn biết hai bạn nói gì với nhau thì chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Now listen carefully.
Page 32. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Can you play volleyball? No, I can't. But I can play football. B. Let's play football. Okay. C. Các con nghe lại lần hai. Page 32. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Can you play volleyball? No, I can't. But I can play football. B. Let's play football. Okay. C. Con nghe và lặp lại nhé. Page 32. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Can you play volleyball? No, I can't. But I can play football. B. Let's play football. Okay. C. Bây giờ cô mời các con quan sát tranh A. Can you play volleyball? Bạn có thể chơi bóng chuyền không? Bạn trả lời No, I can't. Không, tôi không thể chơi bóng chuyền. But I can play football. Tôi có thể chơi đá banh. Ok. Picture B. Let's play football. Chúng ta hãy cùng chơi đá banh nào. Ok. Picture C. Oh no. Bạn đã trúng vào cửa sổ rồi. Bây giờ cô mời các con hãy quan sát giùm cô. Khi mà muốn hỏi bạn mình có thể chơi trò chơi gì đó không, môn thể thao nào không, chúng ta sẽ dùng mẫu câu Can you. Sau đó chúng ta sẽ thêm một cái môn thể thao mà mình cần hỏi. Ví dụ Can you play volleyball? Trả lời No, I can't. Hoặc có thể chơi thì chúng ta sẽ lời Yes, I can. Ok. Đó cũng là nội dung mẫu câu của ngày hôm nay chúng ta học. Cô mời các con sang phần model sentences để hỏi bạn mình có khả năng chơi môn thể thao nào không. Ta dùng can you thêm một môn thể thao mình hỏi nhé. Nếu có khả năng trả lời yes I can, còn không có thể chơi chúng ta trả lời no I can't. Vậy mẫu câu này dùng để làm gì? Cô mời các con để hỏi bạn mình có khả năng chơi môn thể thao nào không. Chúng ta có hai cách trả lời. Thứ nhất, nếu có khả năng, chúng ta trả lời Yes, I can hoặc No, I can't. Cô mời các con đóng khung nhé. Cô mời các con hãy viết bài vào trong vở ô ly và để thực hành mẫu câu của mình vừa học, cô mời các con sang phần số 2. Point and say. Point and say là hãy chỉ vào tranh và sau đó chúng ta hãy thực hành. Chúng ta sẽ dùng mẫu câu Can you? Ok. Chúng ta trả lời Yes, I can hoặc No, I can't. Ok. Chúng ta quan sát bức tranh A giùm cô. Bạn có thể chơi đàn. Bức tranh B, bạn có thể chơi bóng chuyền. Play volleyball. Bạn có thể chơi table tennis. Bạn không thể chơi đá banh. Và bạn không thể chạy xe đạp, chạy bị té nè. Và bạn không thể hát. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng hỏi nhé. Can you play the piano? Yes, I can. Picture B. Can you play the volleyball? Yes, I can. Can you play table tennis? Yes, I can. Can you play football? No, I can't. Can you cycle? No, I can't. Can you sing? No, I can't. Chúng ta thấy có 3 hành động chúng ta có thể làm được và 3 hành động không thể làm được. Rồi cô mời cô hỏi các con cùng trả lời nhé. Can you play the piano?
Yes, I can. Can you play volleyball? Yes, I can. Can you play table tennis? Yes, I can. Can you play football? No, I can't. Can you cycle? No, I can't. Can you sing? No, I can't. À, và cô mời các con về nhà, các con sẽ thực hành thêm phần mẫu câu nhé. À, để giúp các con nhớ rõ mẫu câu hơn, cô mời các con thực hành từng tranh nhé. Can you play the piano? Yes, I can. Can you play the... Can you play volleyball? Yes, I can. Can you play table tennis? Yes, I can. Can you play football? No, I can't. Can you cycle? No, I can't. Can you sing? No, I can't. À, bây giờ cô mời các con cùng sang phần thứ ba. Let's talk. Chúng ta sẽ dùng mẫu câu của lesson 1 và mẫu câu của lesson 2 nhé. What can you do? I can sing. Okay. Can you sing? Yes, I can. À, chúng ta sẽ dùng mẫu câu để hỏi về bạn có khả năng làm gì và hỏi ngược, khẳng định lại bạn có khả năng làm cái đó không? Okay. Cô mời các con thực hành thêm ở nhà nhé. Now we move to part 4. Listen and number. Listen and number. Listen là hãy lắng nghe. Number là chúng ta hãy đánh số thứ tự. How many pictures are there? Có bao nhiêu bức tranh? Okay, 4 pictures. Có 4 bức tranh. Vậy chúng ta cần đánh số từ 1 đến 4. Okay. Now look at picture A. Play the piano. Sing. Play football. Okay. Play table tennis. Okay. À, chúng ta đã xác định được nội dung tranh. Bây giờ cô mời các con hãy cùng nghe và hãy đánh số thứ tự vào đâu? Vào ô vuông của tranh mà mình nghe được. Now listen carefully. Page 33, activity 4. Listen and number 1. Can you play table tennis? Yes, I can. It's my favorite sport. Let's play it together. Okay. 2. Can you play the guitar? No, I can't. What about the piano? Can you play the piano? Yes, I can. 3. Let's play chess. Sorry, I can't. What about football? Can you play football? Yes, I can. 4. Do you like music? Yes, I do. Can you dance? No, I can't. I can't dance, but I can sing. Các con nghe lại lần 2. Page 33, activity 4. Listen and number 1. Can you play table tennis? Yes, I can. It's my favorite sport. Let's play it together. Okay. 2. Can you play the guitar? No, I can't. What about the piano? Can you play the piano? Yes, I can. 3. Let's play chess. Sorry. I can't. What about football? Can you play football? Yes, I can. 4. Do you like music? Yes, I do. Can you dance? No, I can't. I can't dance, but I can sing. À, chúng ta thấy câu thứ nhất chúng ta nghe được là table tennis. À, từ chúng ta cần nghe là play table tennis. Chúng ta đã đánh số 1 vào bức tranh D. Ok. 2. Play the piano. Chúng ta nghe được. Can you
Play the piano? Yes. How about the piano? Can you play the piano? Yes, I can. Number 3. Chúng ta nghe được là what about football? Can you play football? Yes, I can. Và cuối cùng là chúng ta nghe được gì mấy em? Do you like music? Chúng ta nghe music, chúng ta liên tưởng tới chữ sing. Ok. Bây giờ cô mời các con có đáp án là 1D, 2A, 3C and 4B. Cô mời các con sửa bài vào sách nhé. Để các con nhớ bài sâu hơn, cô mời các con sang phần viết. Look and write. Look and write. Chúng ta hãy quan sát tranh và chúng ta hãy điền vào chỗ trống, hay chúng ta sẽ viết nội dung của tranh. Ok. Now, number 1, câu thứ nhất. Can you cycle? Chúng ta thấy bạn bị té rồi, vậy là bạn biết chạy không nào? No, chúng ta sẽ trả lời yes or no. No, I can't. Ok. Number 2, can you play the piano? Bạn có thể chơi đàn piano không? Bạn đánh đàn được thì chúng ta trả lời là yes, I can. And number 3, can you play the guitar? Bạn có thể chơi đàn guitar không? Bạn đang suy nghĩ gì đó, bạn không thể chơi được. Vậy chúng ta sẽ trả lời là yes or no. Chúng ta trả lời là no, I can't. Và câu cuối cùng, can you play chess? Bạn có thể chơi cờ không? Tôi không chơi được. Vậy chúng ta sẽ trả lời là yes or no. No, I can't. Ok. Bây giờ các con có thời gian 3 phút để các con làm 4 câu này nhé. Cô mời các con cùng làm bài. Now stop. Time's up. Thời gian đã hết. Cô mời các con cùng sửa bài với cô nhé. Number 1. Can you cycle? No, I can't. Ok. Number 2. Can you play the piano? Yes, I can. Number 3. Can you play the guitar? No, I can't. Number 4. Can you play chess? No, I can't. Cô mời các con kiểm tra kết quả đáp án của mình nhé. Ok, cô mời các con sửa bài vào sách. Are you tired? Các con đã mệt chưa? Ok, now good. Now we move to let's sing. Chúng ta hãy cùng hát cho không khí thêm sôi động nào. Now let's sing, chúng ta hãy cùng hát nhé. Trước khi vào bài hát, cô mời các con cùng đọc tựa bài hát. Can you swim? Bạn có thể bơi không? Daddy, daddy. Can you swim? Yes, I can. Yes, I can. I can swim. Mommy, mommy. Mommy, mommy. Can you dance? Yes, I can. Yes, I can. I can dance. Baby, baby. Can you sing? Yes, I can. Yes, I can. I can sing. Chúng ta thấy bố ơi, bố ơi, bố có thể bơi không? Vâng, bố có thể bơi. Bố có thể bơi. Mommy, mẹ có thể nhảy không? Yes, mẹ có thể. Baby, baby có thể hát không? Yes, baby có thể hát. Bây giờ cô mời các con cùng nghe và hát theo nhé. Page 33, activity 6. Let's sing. Can you swim? Yes, I can dance.
cô mời các con cùng nghe lại bài hát và chúng ta sẽ hát theo nhé. Cô nhận thấy các con hát rất hay, chúng ta về nhà tập hát thêm nhé. Và cô mời các con, trước khi kết thúc buổi học, cô mời các con hãy cùng ôn lại. Hôm nay chúng ta học được mẫu câu gì? Chúng ta học được mẫu câu Can you cộng với một môn thể thao nào mà mình hỏi bạn mình có thể chơi được không? Một hành động nào? Ví dụ Can you swim? Can you play table tennis? Nếu có thể, chúng ta trả lời Yes, I can. Không thể thì là No, I can't. Ok. Cô mời các con sang phần bài tập về nhà. Các con về nhà học bài, chuẩn bị cho cô Unit 5, Lesson 3. Do the exercise in workbook. Chúng ta làm bài tập trong sách bài tập nhé. Now, thank you for your attention. Goodbye, see you later. Nếu các em có muốn thêm những bài học thú vị khác thì hãy đăng ký, like và chia sẻ kênh Tiểu học thật hay nhé. Hẹn gặp lại các em. Mến chào tạm biệt.